những người không muốn thực hiện họ sẽ ngồi đó và nghĩ ra hàng tá lý do. Cứ giữ một cái suy nghĩ là à tôi đang nghèo, tôi không được phát triển. An sinh xã hội không đảm bảo thì mỹ quan đẹp dành cho ai xem? Không phải cái gì dễ dàng thì làm, khó nhưng đúng vẫn phải làm. Từ cái tên gọi viết tắt là Đại học Nguyễn Tất Thành thì chúng tôi cũng đã chỉ ra được cái mục tiêu đào tạo đối với sinh viên, đó là đẳng cấp, hội nhập, năng động, trí tuệ và trách nhiệm. Chính vì vậy mà tôi thấy cái cuộc thi sinh viên biện luận là một cái cuộc thi ra đời rất là đúng lúc và rất là phù hợp. Cái cuộc thi này mà tụi mình có thể dám đứng lên nói ra cái tiếng nói của mình. Thông qua cái chương trình này thì là ý kiến của từng cá nhân có thể góp phần nào một phần nào đó để có thể mà làm cho cái xã hội làm cho xã hội này tươi đẹp hơn. Các em hãy thể hiện cho các bạn, các trường khác thấy rằng sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành thật là dễ thương nè, năng động nè, trí tuệ, thật là thông minh và có trách nhiệm.